tiên thì không biết lý do tại sao anh Vũ Tiến Thành lại quyết định nhận lời về dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và không biết là đội đã liên hệ với anh lâu chưa và anh có thời gian lâu để quyết định về một trong những quyết định nhanh nhất 24 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ rằng là tôi là người thành phố, và khi mà bóng đá thành phố, đặc biệt là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn, thì cái việc mình về giúp bóng đá thành phố là cái điều đúng không? Ok thôi. Nhiều người gặp tôi hỏi ủa sao cái đội bóng nó đang nguy hiểm nhưng mà anh về mất tôi. Tôi nghĩ rất là đơn giản, làm huấn luyện viên và đặc biệt là anh là người thành phố, mà thành phố có hai đội bóng, tôi đã từng làm Sài Gòn FC và bây giờ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn. Anh Hùng nói với tôi rằng là lúc đầu thì anh Hùng nói với tôi là mời tôi về làm, thì tôi nói là tôi đang làm Phố Hiến, và thật sự mà tôi cũng đang ở Phố Hiến rất là happy, với mấy rất là vui với mấy em mà của Phố Hiến và BVS. Anh Hùng nói thôi anh là người thành phố nha anh Thành, anh không được quánh mặt. Nói câu đó thì tôi nói ok vậy tôi về, và tôi không sợ khó. Tôi thì biết là tính cách tôi là người thích đường đầu, thích thử thách. Vậy mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn của anh? Mục tiêu bây giờ, mục tiêu không có ngắn hạn dài hạn nữa, là mục tiêu phải trụ hạn. Bởi vì trong bóng đá, nếu anh không có kết quả, anh không có thành tích, thì những cái dự án sắp tới nó cũng sẽ bị phá sản. Do đó bức phải làm mọi cách để trụ hạn. Mọi cách đây là phải cùng với cầu thủ hợp tác và tìm ra cái phương án để mà cầu thủ, mà đội bóng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trụ hạn. Đó là cái điều mà mục tiêu của chúng tôi. Anh đã tìm hiểu về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa, và anh đã có những cái tính toán như thế nào về nhân sự cũng như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh? Thì tôi không tìm hiểu, nhưng mà khi tôi đến là tôi biết tên tất cả cầu thủ như ở Sài Gòn FC. Thật ra thì khi mà không tham gia V-League ở 3 vòng đấu đầu tiên 2021, sau khi mà tôi ra BVF thì tôi vẫn xem hàng ngày, vẫn xem thứ bảy chủ nhật vẫn xem V-League 1, V-League 2 và đặc biệt là V-League 1, rất là hấp dẫn. Và thành phố riêng hai câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi không sót một cầu thủ nào, tôi biết tên hết. Điều đó có nghĩa là tôi tìm hiểu họ. Do đó khi mà tôi bắt tay vào đối bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay làm, thì tôi không có một cái gì bỡ ngỡ, giống như tôi về Sài Gòn FC ở cái mùa 2020. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài những cái vấn đề về liên quan đến thành tích, thì có một cái vấn đề liên quan đến là sóng ngầm. Sóng ngầm gì? Hôm nay nói rồi, tất cả các bạn có lấn cấn vấn đề gì đến trao đổi với tôi, và anh Hùng hay anh Chí nói với tôi rằng là lấn cấn cho mình giải quyết. Cái quan trọng nhất là cái đội bóng của Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ thời gian vừa qua thì tôi cho rằng là tôi cũng phân tích rất rõ về tại sao thứ bại của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có nói với anh Hùng là thứ nhất có lẽ là thay đổi huấn luyện viên, bởi vì khi chọn huấn luyện viên không phù hợp thì mình phải thay đổi liên tục, và sự thay đổi đó thì nó dẫn lên đó. Và khi có những cái vấn đề mà thành tích không tốt thì những cái lùm xùm khác nó xảy ra, và đặc biệt là truyền thông của các anh chị làm cho nó nãy chị mới nói câu gì, sóng ngầm. Truyền thông làm sóng ngầm chứ không phải ai làm sóng ngầm đâu. Tuy nhiên thì cũng có thông tin là có việc các cầu thủ cũng có vấn đề về tinh thần. Vậy thì bản thân anh đúng thua thì khi mà thua thì tinh thần sẽ xuống, bởi vì lúc đó người ta sẽ mất niềm tin. Nhưng mà hôm nay buổi tập thì ok rồi. Buổi tập thì các bạn lắng nghe xem, quan sát buổi tập thì ok rồi. Tôi nghĩ rằng là không thể nào không có một cái gì mà có thể là đũa thần hay là làm sao để cho có cái tin lại, nhưng mà phải ngày và ngày. Và tôi phải có cái trách nhiệm là hàng ngày với cầu thủ trao đổi với họ, tìm ra phương án. Cái khó của thành câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong vừa qua là mất phương hướng trong chuyên môn. Mất phương hướng có nghĩa là họ không biết họ cách đá của họ là đá cái cách gì. Giống như mình hay nói bản sắc, lối chơi, không có mục tiêu. Thì tôi bây giờ phải có trách nhiệm làm cái đó. Thì tôi nghĩ rằng là sau cái buổi tập ngày hôm nay, tôi đến và đặc biệt là sau cái buổi tập tôi nói với đồng cầu thủ rằng là tôi tập với Sài Gòn, tôi tập với đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh mà nó khác hẳn khi mà tôi tiếp quản Sài Gòn FC. Nghĩa là chất lượng cầu thủ có. Các bạn thấy em đá một chạm, hai chạm đá rất là liên tục. Câu thuật vấn đề là nhóm cầu thủ đình công ấy, thì người ta lại là sóng ngầm nữa. Nó cũng không hẳn là một vấn đề gần đây, nhưng mà mới đây thì nó lại mới nổi lại. Và đương nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Vậy thì với tôi nghĩ rằng là cái việc đó thì tôi sẽ ngày mai tôi sẽ cùng ngồi với cầu thủ. Có cái là có một cái cầu thủ mình thì họ không dám trao đổi với lãnh đạo,
nhưng mà họ lại ra ngoài là họ có những viết Facebook, mạng xã hội và họ trao đổi đó. Thì tôi sẽ cố gắng tìm hiểu coi là cặn kẽ và tôi sẽ trao đổi với lãnh đạo câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện đó là chuyện nhỏ. Ông có một cái thời hạn, một thời gian nào để xác định là mình sẽ giải quyết cái chuyện này xong không? Bây giờ là xong rồi, thì cần phải thời hạn. Tôi nghĩ cái vấn đề đó có thể là do hai bên không ngồi rõ ràng với nhau. Cái đó là do cái tiền, theo tôi biết là cái đó là cái tiền lót tay của mùa giải 2021 khi bị Covid. Một số cầu thủ đã đồng ý, rồi sau đó này họ lại không đồng ý. Thì bây giờ mình sẽ ngồi với họ bằng một cái sự, bởi cầu thủ là nhân vật chính, mình phải có một cái sự tôn trọng và mình sẽ trao đổi. Những lần trước thì tôi nghĩ rằng là mình không làm đến nơi đến chỗ, và tôi sẽ có trách nhiệm nói với chuyện với cầu thủ về vấn đề này. Hỏi thêm gì không ạ? Hôm nay thì cái phương pháp huấn luyện của anh ở Sài Gòn thì liệu anh sẽ có làm tương tự như ở Thành phố Hồ Chí Minh không? Khác, mỗi một đối tượng nó có khác nhau. Sài Gòn đá phòng ngự phản công, Thành phố Hồ Chí Minh thì đá kiểm soát bóng. Tôi đang vừa tập kiểm soát bóng. Còn về nhân sự thì như nào? Đây là có rõ ràng là ông đến thì là nhân sự là không phải là ông lựa chọn, ông như là. Tôi là luôn luôn như vậy. Tôi có khi nào tôi được chọn nhân sự đâu. Ở Việt Nam mà nếu mà chọn nhân sự thì chỉ có quốc tế thôi, đúng không? Khi bạn có những cầu thủ mà phải liệu cơm gấp mặt, mà phải biết chọn cái lối chơi mình ở Việt Nam hay các nước, không phải như cái không thể nào mà vậy. Mà thậm chí ở bên Anh Premier League chẳng hạn, bây giờ mấy cái đội mà ở dưới như World hoặc Hampton hay đội nào người ta cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì coach đến thì phải làm như thế thôi. Thì tôi nghĩ rằng là, nhưng mà tôi thấy rằng là lực lượng của cầu thủ, lực lượng của Thành phố Hồ Chí Minh đáng lẽ họ phải đứng ở top 5. Các bạn biết là sau trận đấu này tôi nói rằng là khi tôi tập với các bạn là tôi nói rằng là đáng lẽ phải trong top 5. Nhưng mà thôi quên chuyện cũ đi, mình và bài hát cái bài này tôi kêu mình hát mà bắt đầu tao làm lại từ đầu. Vòng đấu tới mình gặp Hoàng Gia Lai thì ông có đánh giá về đối thủ sắp tới của mình? Hoàng Gia Lai là một đội bóng luôn luôn là đội bóng hay, đặc biệt là đá trên sân khách là hết sức là khó khăn. Thì với một cái chiến lược mà để trụ hạng như tôi đã nói từ 12 đến 15 điểm thì đến sân khách là phải tìm cố gắng có điểm, một điểm cũng là quý. Hoàng Gia Lai là đội hay. Okay. Giờ tôi hỏi lại ai làm sóng ngầm? Em nghe em hỏi lại đặt sóng ngầm là do media hết.